không thể nhớ vì cái sự thiếu cảm xúc của mọi người. Ít nhất là còn có một số người trả lời có. Hôm nay một mình em trên lối về, mới hiểu được hết những đắng cay không anh là thế. Từ khi tạm biệt anh đi xa nơi này, nhìn theo trên mi dòng lệ ướt cay. Người ra đi mang nhiều yêu thương em gửi theo anh đây. Cùng thời gian trôi qua thật mau anh quay về nơi đây. Vì em đã tin rằng tình yêu anh cho em. Yeah.